Nhưng tiếp theo mất ra thiên thần thì làm như thế nào có thể về được đây. Né thành công, pha phóng bỏ neo tới từ Duyên Bì. Nhưng phải đối đầu với Elric trong pha tấn công tiếp theo này thì hiển nhiên là anh ta sẽ là người bị hạ gục. Elric đã rất cẩn thận đầu tư thêm của chiêu cuối của mình, tạo ra một lợi khiên lớn để đảm bảo chắc cốp rằng tôi sẽ là người thắng chứ không phải anh. Hơi quá sức dành cho Rookie. Và cái việc Elric đầu tư cú chiêu cuối tôi nghĩ rằng nó cũng là một điều hoàn toàn có cơ sở, khi mà bây giờ những cái tình huống chí mạng đến từ Lucian chúng ta không thể biết được nguồn sát thương nó là bao nhiêu, và hai cú chí mạng liên tục đến từ nội tại xạ thủ ánh sáng hoàn toàn có thể đưa Elric lên bảng điểm số lúc nào anh ta không biết. Và việc đầu tư một cú chiêu cuối có một khoảng thời gian quay tôi nghĩ rằng nó khá là ngắn thôi, với việc anh ta lên cho mình đó là cái lưỡi hái linh hồn thì cái giảm thời gian đầu chiêu đến từ con cái dài của anh ta là tương đối ấn tượng. Rookie Alpha đấu tay đôi rất là hay khi mà anh ta 1-2 và vẫn có thể hạ gục một thành viên đối phương, thậm chí rằng suýt chút nữa đã có thể gây uy hiếp được vào vị trí của đòi bì vì ta không còn sát thương nữa. Ui. Nhưng Elric tới với một pha dồn combo quá nhanh chóng chỉ trong một đốt nhạc, nhưng mà nhìn mà xem cũng chỉ trong một nốt nhạc đấy mà thôi, Lucian đã kéo đi được hơn một nửa máu của Elric. Thì nếu như không có cú chiêu cuối, nguy cơ cái rủi ro phải nằm xuống của xạ thủ của FunPlus Phoenix vẫn đang là tương đối cao. Đúng như vậy, anh ta đã xác định được ngay đó là anh ta bắn W xong anh ta sẽ dùng chiêu cuối luôn và thực hiện một tình huống Q cộng bắn tay, là chắc chắn rằng Rookie, người không có phép bổ trợ sẽ chẳng thể nào sống được. Lại là những pha tập trung, một nhà lính đổi một nhà lính đến từ cả hai bên và vẫn đang là cách cô lập đội hình rất khó chịu với cú chiêu cuối vương cú tử vong tới từ Mordekaiser của Gim Gun. Đó có thể là Vladimir, đó có thể là Lucian trong tay của Rookie. Và mục tiêu còn lại duy nhất phía bên ngoài là Jackie Love, người sẽ được ưu ái một cách đặc biệt bởi cái thủy lôi tầm nhiệt đến từ DMB. Như vậy là đủ. Và nên nhớ rằng sau khi dính thủy lôi tầm nhiệt thì bạn có thể bị dính thêm hàng hà sa số những kỹ năng khác, chẳng hạn nhận thần tay hỏa tiễn và pha lao vào để kết liễu đến từ Elric nếu như không nhận được sự bảo kê từ Tamken của Bảo Lan. Và bản thân cái thủy lôi tầm nhiệt nó cũng đã đáng sợ sẵn rồi, bởi vì đây là một con Nautilus lên rất nhiều sức mạnh pha thuật chứ không phải là một con Nautilus lên chống chịu. Đã hoàn thành xong được cả mặt nạ đoạn đầy, rất nhiều những món trang bị để giúp cho anh ta tiến vào trong giao tranh tốt hơn, giống như là đai lưng headstake, đồng hồ Cantonia cũng như là cái dây chuyền chữ thập nữa. Vậy ta đang gần như hướng tới đến cái mũ phù thủy Ravadin cho món trang bị cuối cùng của mình. Tôi sẽ không thắc mắc rằng nếu như đó là cái mũ thủy Ravadin. Về cơ bản thì đây đã là một bộ trang bị rất khó chịu, rất cục xúc với đầy sát thương phép thuật rồi. Thế nên là mũ thủy Ravadin sẽ là món cuối cùng để khiến cho cái combo trang bị trên người của Đơn Bi trở nên hoàn hảo hơn. KDA okay, cũng tương đối đẹp trong ván đấu này, 7-6-7-7. Tuy nhiên, người vẫn đang có chỉ số sáng nhất đến từ bên phía của FunPlus là Elric với con bài Kai'Sa. Trong ván đấu anh ta không gặp nhiều khó khăn sau khi kết thúc dàn đi đường. Kích hoạt thú săn mồi đến từ Ninh, nhưng đó chỉ là một cái thú săn mồi để kiểm soát tầm nhìn mà thôi. Họ vẫn chưa phát hiện ra vị trí đứng của Lee Sin khi Lee Sin đang luẩn quẩn trong phần rừng nhà Evitas Gaming. Và vừa rồi họ mới biết đó là một động thái rất nguy hiểm, bởi vì Lee Sin có thể vòng ra phía sau lưng và thực hiện một pha chiêu cuối khó chịu bất cứ lúc nào. Chiêu cuối của Tamken cộng thêm Bảo Lan tiến lên phía bên trên, mục tiêu được lựa chọn là Dunbi. Cú kéo trượt đến từ Crispy và Dunbi gần như nằm chắc cội nằm xuống. Gim Gun lựa chọn mục tiêu 1-1 là Josai để câu thêm thời gian. Bảo Lan là người đang tiếp cận với Tian nhưng chỉ giữ chân Tian mà thôi. Họ quay ngược trở lại sau khi Elric di chuyển phá nhà và hạ gục được một người. Elric đang phá nhà, có cú di chuyển để quay trở về nhưng bị ngăn cản lại ngay lập tức bởi Blitzcrank. Và có thể đó là nguy cơ bị kết thúc ván đấu hay chẳng. Di chuyển đến từ Josai. Nhưng nếu như trụ bị phá là không còn cơ hội. Trụ không bị phá, Elric bị ngăn cản lại Josai. Có thể rút màn tay đôi với chiến thắng dành cho Bảo Lan nhưng có thêm sự hỗ trợ. Chính xác là dành cho Elric nhưng có thêm sự hỗ trợ đến từ Bảo Lan. Và trận đấu đã kết thúc với chiến thắng nghiêng về cho Evitas Gaming. Một tình huống di chuyển phá nhà rất có ý tưởng nhưng đáng tiếc là nó đã không thể thực hiện thành công khi cú di chuyển thứ hai đến từ Josai là vẫn có thể thực hiện kịp. Nếu như pha đó Elric phá được cái trụ và Josai bị ngăn cản tình huống biến về thì đó chắc chắn là một ván thắng dành cho FunPlus rồi. Đúng là như vậy. Rất tiếc khi mà Blitzcrank đã dùng tất cả những nỗ lực của mình nhưng chỉ cản đi được cú bấm B về nhà đầu tiên đến từ Vladimir mà thôi. Và Vladimir vẫn còn thừa cú di chuyển bay về cái trụ thứ hai ở nhà chính để có những cái nỗ lực phòng ngự, chứ nếu như kịp thời phá nút được cái trụ thì chắc chắn đó sẽ là chiến thắng dành cho các thành viên đội tuyển FunPlus Phoenix, và tỷ số hiện giờ là 2-0 rồi. Nhưng một đều mới là thứ mà chúng ta đang mong muốn. Một đều trong một trận đấu quá hay, một trận đấu đỉnh cao ra giống số 1 và giống số 3 của Trung Quốc. Và chúng ta sẽ tạm thời quay trở lại bàn phân tích thật nhanh trước khi tới với những diễn biến của bàn đấu thứ 3 trong cặp thi đấu này. Subscribe và nhấn chuông nhận thông báo để xem ngay những video mới nhất của Liên minh Huyền thoại và giải VCS.
Chào mừng các bạn trở lại với phần đồng hành cùng Chung kết thế giới. Vậy là đương kim vô địch Invictus Gaming họ đã gỡ lại một đều trong cặp BO5 khi đối đầu với FamPlus Phoenix. Và thật ra thì trong cái khoảng giữa của ván đấu này, chúng ta đều nghĩ rằng FamPlus họ có khả năng rất cao sẽ dẫn 2-0 trong cặp BO5 này. Nhưng mà cuối cùng bên IG họ lại có những cái màn thể hiện cá nhân rất là tốt và lấy lại được lợi thế. Và trước hết chúng ta đến với giai đoạn ban bích. Anh Rang trước đi ạ. Thì ở giai đoạn banh bích đó thì mình thấy một điều rằng là như Sài cũng đã nói thì ở team 1 á thì The Side đã chuyển thành cái hướng mà đánh combat nhiều hơn là đánh lane, tại anh ta phải tại vì team 2 á bây giờ họ ưu tiên counter bích hơn là cái nhất. Thứ hai là bên IG bên FNLUS á họ cũng đã thể hiện được cái ý đồ của mình là họ bích nguyên một cái cặp mà Nautilus với Kai'Sa, nhưng thực ra Nautilus là đi high lane, vừa đi mid được và vừa có thể đi support được. Xong rồi họ counter bằng việc là bích lít răng thì khá là hay, và họ có rất là nhiều lợi thế giai đoạn đầu khi mà triển khai được cái cặp bot của họ có áp lực hơn. Cảm ơn anh. Như ở trong ván trước chúng ta đã nói là bên Invictus Gaming họ lựa chọn Virus cho Jackie Love là một lựa chọn xạ thủ rất là kém tính cơ động. Và trong ván đấu này họ đã trả lời bằng cách lựa chọn Tanken cho Virus, giúp cho Virus có một cái đường thoát. Và với Vladimir của Invictus Gaming thì bên FamPlus Phoenix họ cũng có một lựa chọn mà tôi rất là thích, đó là Mondokaiser. Tức là khi giao tranh thì Mondokaiser của bên FamPlus họ có hoàn toàn khả năng là tắt hẳn Vladimir ra khỏi giao tranh luôn. Thì mình coi bên bích của bên IG thực ra họ rất là có ý đồ. Thì ở game đầu á thì ở trận này á mình nghĩ là họ đã nghiên cứu rất kỹ về lối chơi của bên FNLUS á, nên họ chủ động hai trận đều bích Virus cho Jackie Love. Và ở trận đầu á thì họ không bích Tanken, nhưng mà trận này họ bích Tanken đi và cộng thêm con Vladimir á, tại vì họ nghĩ á FNLUS á đánh lúc nào cũng sẽ đánh kiểu đội hình mà kiểu là nhiều đấu sĩ và sẽ đánh combat tổng rất là nhiều. Và nhưng thì bên IG nên họ cũng sẽ bích cái đội hình mà cho con AD đó là con Virus á thì bắn phần trăm máu và kiểu mà bóc xong rồi giết mấy con đấu sĩ rất là dễ á, nên mình nghĩ là hả bên Flash họ bị cuốn theo cái chơi mà đấu sĩ của họ nhiều quá. Và ở cái lượt mà mình nghĩ là IG họ đã hơn Flash đó là cái lượt mà lấy được con Lucian á. Họ lấy được con Lucian này á là họ đã ăn được kiểu mà ở mid á là họ biết được Luân Bi sẽ đánh nhiều những con như là đấu sĩ á hoặc là những con mà kiểu mà theo meta mà đấu chống chịu á, nên thành ra họ bích con Lucian này họ quýnh về sau á, họ quýnh bắn với con tăng rất là dễ. Mà do cái giai đoạn đi đường á của bên IG họ toan là lúc mà từ cái pha mà con Gagat bị bắt á, nên bị bắt ở mid á, và từ đó là bị kiểu mà theo cái lối mà bị hai con kéo nó kéo hoài á, nên thành ra mình bị cuốn theo cái lối chơi đó luôn, nên thành ra mình bị mất quá trời nhịp rất là nhiều. Nên anh nghĩ là bên IG họ mới khó chỗ này. Vâng, cảm ơn anh. Thật ra thì DoNB ở trong giai đoạn vòng bảng của LPL anh ta rất thường xuyên sử dụng Nautilus, nên mình nghĩ rằng con bài Lucian của Rookie là lựa chọn đã được chuẩn bị trước để đối phó trực tiếp với lại Nautilus ở phía bên FamPlus. Mình bổ sung thêm là cái việc mà bên IG họ bích Virus á là như thế này. Virus á là một vị tướng mà đi lane rất là khỏe. Và thực chất là khi mà ban xảy ra và bên kia bích con Kai'Sa thì con Virus nó sẽ có thể gọi là đè lane, cái áp lực của nó sẽ đè lane được con Kai'Sa. Nhưng mà cái cách mà bên FNLUS họ triển khai á, họ vẫn như vậy. Họ vẫn vào, họ gây áp lực giai đoạn đầu. Nên cái thành ra cái áp lực của con cặp Virus với lại Tanken không có. Thì đó là một cái phần nhỏ trong phần đó. Và cái thứ hai là Dolby á, anh ta đánh là cái dạng mà đi mid mà dạng đa dụng, mid đa dụng, anh ta có thể sử dụng tất cả các thể loại tướng mà anh ta có thể phù hợp với lại cái đội hình của mình. Đó là một điểm rất là đáng sợ của Dolby. Thường thì chúng ta thấy là người chơi chuyên nghiệp thì họ sẽ chơi một thể loại tướng nào đó thôi. Đấu sĩ thì đấu sĩ không, pháp sư không, hoặc là sát thủ không. Nhưng mà DoNB anh ta, cái bản tướng của anh ta thật sự quá rộng và anh ta luôn đáp ứng được cái kỹ năng mà cái thể loại tướng yêu cầu. Thì trở lại với cái diễn biến của trận đấu này, IG sau cái khoảng thời gian landing họ bị đè đường rất là nhiều, thì họ có một pha comeback đầu tiên là pha Baron, khi mà Script Blitzrun anh ta đi lỗi và anh ta bị giết ngay lập tức.
Sau đó IG họ gần như là quét sạch được phía bên FamPlus và họ có được comeback đầu tiên, sau đó họ ép thẳng vào nhà. Rất tiếc lúc đó họ không chưa đủ sức để kết thúc ván đấu này. Cũng phải nói ngược lại là FamPlus họ cũng phản ứng rất là tốt trong những pha tiếp theo đó để kéo thế trận ra xa hơn. Thì cái pha mà ngay Baron á, nó nằm ở cái chỗ này nè, là cái việc mà mình mở cái pha giao tranh á thì mình phải xem coi là lúc mà tại thời điểm mà mình chuẩn bị mình mở á, tại cái nhịp mà mình mở giao tranh á nó chỉ có 1-2 giây thôi, nhưng mà khi mình mở phải xác định là đồng đội mình đang ở đâu và làm gì. Giống như cái pha này lít răng khá là vội, cũng không cần phải làm gì hết á, anh ta cứ chạy tới chạy lui thôi là được. Thì cái thế lính ở dưới boss nó đang đẩy cao lên nữa, đang chuẩn bị đẩy tới, nên okay. Đánh cái pha này vội nên mất lợi thế từ trong đây và dẫn đến cái game nó khó. Thật ra cái pha này là do bên FamPlus họ vội thiệt á. Và nếu mà họ cứ để bình thường vậy thôi thì đã cái trận này đã có kết quả rồi. Nhưng mà hả, họ bị mất pha này. Họ mất cái pha này lớn như vậy á, họ bị kéo giãn khoảng cách lại từ nãy đến giờ thì nhưng mà họ vẫn cái đội hình của họ vẫn có rất là khó chịu. Chỉ cần tại vì đội hình của bên IG chỉ cần bị mất đợt sai thôi á thì bên họ sẽ rất là khó gây đam. Tại bên kia hai kéo á nên rất sao đủ rất là khó gây đam cho như vậy. Nên mà hả, khi mà họ mất lợi thế á mà họ vẫn đánh được á là biết là hình họ mạnh cỡ nào rồi. Và trong ván đấu vừa rồi chắc là chúng ta cũng phải xem lại người chơi đi rừng của bên Invictus Gaming là Ninh. Có nhiều lúc chúng ta nói là phong độ của anh ta chập chờn, nhưng mà trong ván đấu vừa rồi rõ ràng anh ta làm ra rất là nhiều pha giúp cho IG có được lợi thế chủ chốt. Thì mình không chỉ riêng đi rừng hay là mình đánh bất cứ một vị tướng nào cũng vậy, mình có thể thấy là ở trong cái cách mà người Trung người họ đánh á, họ chủ động, họ mở rất là nhiều, họ chủ động, họ tạo cho mình, tự tạo cho mình cái lợi thế, và đó là cái bản chất mà rất là cốt lõi. Từ những cái pha mở đó họ tạo cho họ những cái lợi thế, và từ những cái lợi thế đó, họ snowball, thì đó là lối đánh của người Trung. Thì ở trận đấu này mình thấy là hai bên họ chủ động mở nhau rất là liên tục luôn. Bởi vì cái lợi thế nó sẽ dần co lại. Mà đến mình thấy cảm giác là càng về sau á, càng đánh càng về lâu về dài á, thì thấy Dunby anh ta kiểu như bị mất tập trung. Dẫn đến là cái tình huống cuối cùng là anh ta không có lát, nhưng mà anh ta đứng rất là cao và bị Tam Ken rờ sau giết. Và thậm chí là rookie lúc đó anh ta cũng phản ứng rất là nhanh nhạy và quyết đoán khi mà dồn ulti và dồn đam vào Dunby. Chứ cái mấy pha đó là cũng dễ hiểu thôi, tại vì thật chất nếu mình có coi Dunby đánh thì anh ta làm nhiều quá đó, nên thì nhiều khi anh ta con nhiều quá, anh ta bị mất tập trung cái vị trí mình đang đứng ở đâu nữa. Nên thành ra rất là dễ bị mấy pha đó. Và cảm giác con cách chơi của Ninh á thì rất là hợp với con Gagas này, giống như là đầu chương trình mình cũng đã nói là sẽ lấy con Gagas cho Ninh á. Thì Ninh đánh con Gagas này rất là tốt. Nên mình nghĩ là bên FamPlus của họ chắc game sau họ sẽ không để cho Ninh đánh con Gagas này nữa. Rõ ràng là Garrus của Ninh đã tạo ra rất là nhiều áp lực trong những pha mở giao tranh cũng như giao tranh tổng của bên phía Invictus Gaming khi đối đầu với FamPlus. Nhưng mà nói về Lee Sin của Tian thì giai đoạn đầu trận mình thật sự rất thích con Lee Sin của Tian. Mình thấy anh ta kiểm soát rừng, cách anh ta di chuyển vào rừng đối phương, cách anh ta tạo áp lực ra các lane, thật sự là một người chơi đi rừng đỉnh cao của FamPlus. Nhưng mà con Lee Sin này nó không có nhiều tác dụng ở cuối game. Thì bản chất con Lee Sin mà đánh với Karagat á là kiểu như mà xét về 1-1 á là con Lee Sin đã ăn rồi. Nhưng mà cái con Karagat á nó là cái con mà đánh trong combat, nó là cái con mà xử lý biến số và matchplay, thì hai con là khác nhau hoàn toàn. Thì Lee Sin vô combat nó muốn matchplay cũng hơi khó với cái đội hình bên kia có Tam Ken nữa. Vậy thật chất ra mà đội hình mà của FamPlus họ bích á, họ biết con Lee Sin nó thật ra họ muốn đánh cái game mà đánh kết thúc rất là nhanh, tại vì họ đã có hai con kéo á cộng thêm Lee Sin á, nên họ đánh cái game mà chừng 30 phút trở xuống thôi à. Mà cái game này do bị lỗi gỡ pha Baron á nên thành ra cái game nó kéo đến 40 phút luôn. Thì Lee Sin mà về tầm 30-40 phút rồi á thì rất là khó mà mất play được. Vâng, xin cảm ơn mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đến với ván đấu tiếp theo của cặp BO năm nay. Và anh sẽ trước đi, mình nghĩ là ai sẽ có được chiến thắng? Vẫn là FamPlus. Nghĩa là sau cái trận này thì FamPlus họ sẽ để ý lại và họ có thể ban con Vladimir thì họ có thắng rất là cao. Mình nghĩ FamPlus thắng. Dạ, ok. Còn anh Ren thì sao? Thì mình nghĩ là trận này mình nghĩ là IG sẽ thắng. Wow, tại sao vậy? Tại vì khi mà thì mình thấy là hiện tại là chắc IG họ sẽ chọn team 2. Và ở thời điểm này là khi mà thua ở trận đầu thì họ sẽ chỉnh sửa một cái gì đó để dồn cho đời sai nhiều hơn. Mình nghĩ là
nhãn IG sẽ có lợi thế. Vâng, một người tin vào FunPlus, một người tin vào IG. Và cá nhân mình thì ban đầu mình cũng nói rồi, trong cặp bao năm này thì mình nghĩ FunPlus sẽ giành chiến thắng, cho nên là ở ván đấu này mình nghĩ là FunPlus. Cảm ơn các bạn khán giả, bây giờ xin mời các bạn chờ đợi trong ít phút để đến với bình luận viên của chúng tôi và ván đấu thứ 3 trong kèo đối đầu giữa Invictus Gaming và FunPlus Phoenix. Legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die. They become a part of you. Every time you play for reaching greatness, relentless you survive. Và các bạn thân mến, chào mừng đã quay trở lại với Chung kết Thế giới 2019, trận đấu thứ 3 cuối đầu giữa hai đội tuyển FunPlus Phoenix và Invictus Gaming trong khuôn khổ bán kết đang được trực tiếp trên sóng của Vietnam Esports TV. Và tỷ số hiện tại đang là 1-1. Thật sự cái ván đấu thứ 2 tôi nghĩ khi mà tôi đã nhập vào UNB thì phải có một chiến thắng dành cho FunPlus Phoenix, nhưng rõ ràng thì có vẻ như là khả năng chống chịu với nguồn sát thương đến từ đội hình của FunPlus Phoenix cảm giác nó cứ bị thiếu thiếu thế nào ấy. Tức là tất cả những con bài của họ lựa chọn ở những các đường đơn, hay thậm chí là cả sự lựa chọn đi rừng của họ nữa, mang tính chất giống như kiểu là semi nhiều hơn thay vì là nhiều sát thương hay là nhiều khả năng chống chịu. Đúng. Thì họ quyết định đưa vào cái phương án là nhiều, gọi là không đều cả hai. Nửa là cái lọ nửa cái chai. Đúng, nửa cái lọ nửa cái chai. Và ván đấu thứ 3 này, FunPlus ở bên phía đội 1. Và nên nhớ rằng là khi ở bên phía đội 2, Invictus Gaming thường xuyên sử dụng những sự lựa chọn counter pick rất thông minh. Và để xem trong ván đấu này thì họ có khắc phục được những sai lầm mà họ đã mắc phải trong ván đấu đầu tiên hay không. Chúng ta cùng tiến tới với phần cấm và chọn. Kiana vẫn đang được đề hở ra đến từ cả hai bên. Và không phía nào lựa chọn Kiana là con bà. À đây rồi. Vừa mới nói xong thì nó cũng đã có vẻ như muốn xuất hiện bên đội hình của FunPlus Phoenix, khi mặc dù bên phía đội xanh họ vẫn ưu tiên dành cho LWX với một chất tướng như là Saiya. Còn trong đấy với Invictus Gaming đó sẽ là Zay. Nó có thể nằm trong tay của The Side của đường trên và thêm vào một ván đấu nữa mà Ninh tiếp tục có Gragas. Cũng có thể nằm trong tay của Rookie. Cũng nên khẳng định lại một điều là như vậy, vì Rookie cũng đã đem ra con Zay này rất nhiều lần trong những cái giải đấu quốc nội khu vực LPL rồi. Gragas và đấu trước của Ninh, tôi không biết rằng là trong phần bình chọn nó anh đang phải là MVP hay không, bởi vì nãy giờ thì tôi vừa mới kịp thời nghỉ ngơi thay quần áo một tí. Nhưng vẫn mặc nguyên bộ này mà. Thì ý là thay một tí là cho đỡ nóng xong mà mặc lại.
Nhưng mà ý của tôi là ván đấu trước anh ta đã quá xuất sắc, gần như anh ta chính là ngòi nổ và là nhân tố chiến thắng dành cho các thành viên đội tuyển Invictus Gaming. Thế là thật đáng tiếc nếu như trong ván đấu vừa rồi MVP không nằm trong tay của Ninh mà thay vào đấy là Rookie. Bởi vì thực ra Rookie cũng có nhiều khoảnh khắc xuất sắc, nhưng những cái pha bức ngoặt thường là nằm trong tay của Ninh nhiều hơn. Quay trở lại với phần cấm và chọn của ván đấu này, sau Kiana, Nautilus cũng đã được khóa lại và tiếp tục đây vẫn là một sự lựa chọn hai lên nên nhớ như vậy. Nó chưa chắc sẽ nằm trong tay của Crispy. Tuy nhiên, các thành viên đội tuyển Invictus Gaming đang muốn hướng tới điều đó. Họ cấm đi Rakan để ngăn cản của đôi xe Rakan, và có lẽ là thêm những con bài hỗ trợ nữa sẽ bị cấm đi đến từ bên phía của IG. Nói chung là biết sợ rồi, thấy đối phương có Saiya và lựa chọn Nautilus thì bên này chưa chắc là nghĩ Nautilus sẽ phun bình dưới trong tay Crispy, cấm thêm cả Rakan nữa, bởi vì có rất nhiều những cái trường hợp xảy ra khi UNB sử dụng Nautilus ở vị trí đường giữa theo như một là một pháp sư theo dạng chống chịu lên khá là nhiều những món đồ mà CB những gì anh Mạnh chia sẻ. Thì vừa rồi tôi thấy là có Rumble xuất hiện trong cái lượt lựa chọn của UNB, nhưng anh ta chỉ nhấn nhá ở đấy mà thôi. Invictus Gaming lo sợ điều đó xảy ra, họ cấm luôn. Cấm luôn, tầm này cấm thẳng luôn, đó là con bài khó chịu. Khả năng ép giao tranh của Rumble hay kết hợp trong giao tranh hoặc sử dụng sau giao tranh cũng vẫn cứ là ổn. Đó là một con bài thực sự là đa dụng, và ván đấu đầu tiên, sự kinh khủng trong tay của Rumble đến từ UNB là thứ sẽ khiến cho các thành viên Invictus Gaming cần phải cảm thấy kiêng dè. Trong những lượt cấm cuối cùng thì Fan Plus cũng không muốn hướng tới thêm một sự lựa chọn trong vai trò hỗ trợ nữa, mà thay vào đấy họ hướng lên nửa trên bản đồ với Vladimir trong tay của Josiah. Họ đang muốn khẳng định rằng đó nên làm con dây ở đường trên đi, nhưng chưa biết đó có phải là dây đường trên hay không. Và trong khi đó quay trở lại với các thành viên đội tuyển Fan Plus thì đó tiếp tục là Nautilus đi đường, và có vẻ như nó sẽ lại là một con Nautilus trong tay của UNB đấy. Đúng rồi, chắc chắn rồi. Bởi vì Gangplank đã được lựa chọn, sự lựa chọn cuối cùng dành cho Gimgun vượt đường trên. Có vẻ như Gimgun, tôi thấy hai ván đấu vừa rồi anh ta đi đường với The Side không thua thiệt một chút nào cả. Có nhiều lúc anh ta còn nhỉnh hơn về chỉ số lính. Nhưng trong những pha giao tranh thì cảm giác cái kỹ năng cá nhân của The Side vẫn vượt trội hơn so với Gimgun. Đội hình của FunBlood Phoenix quyết định lựa chọn đó là Gangplank để cho Gimgun có một vị tướng an toàn ở khu vực đường trên. Và chúng ta lại thấy Nautilus trong tay của UNB đứng dưới tiếp tục là vị tướng có khả năng kéo, đó là con bài Threat. Không sai không sửa. Khi bạn sử dụng Lucian đi với Nautilus tốt thì thêm lần nữa lại đem ra Lucian đứng trên. Thế nó mới hay chứ. Không sai là không sửa luôn. Trận này IG thắng rồi. Trận này tôi nhìn thấy cái kèo mà nhiều xạ thủ tay dài nên tôi nghĩ khả năng cao là IG trận này ăn. Nhưng vấn đề là tôi tưởng là họ sẽ sử dụng kiểu không sai không sửa. IG họ chơi một cú swap lên mạnh mẽ như thế này. Nó không phải là Lucian trong tay của Rookie nữa mà là dây trong tay của Rookie. Và Lucian đưa lên đường trên để dành cho Josiah đối đầu với Gangplank của Gimgun. Đây là thời điểm 20 giây rồi nên đương nhiên sẽ không có đổi nữa, sẽ không có sự hoán chuyển nào cả tới từ cả hai bên. Và đó hiển nhiên là sự lựa chọn cuối cùng của họ. Dây khi đi ở khu đường giữa đối đầu với Nautilus, mà nếu như gặp kèo gank đến từ Kiana thì nó vẫn sẽ là sure gank mà thôi. Không có sự khác biệt nào đến từ dây và Lucian cả. Thậm chí là dây còn tù hơn so với Lucian ở việc là anh ta không có được cái truy cùng diệt tận để kéo giãn khoảng cách so với đối phương. Nhưng với Invictus Gaming thì ván đấu này họ cũng ít bị đe dọa bởi Crispy nhiều hơn, bởi vì chất tướng Threat khi mà bạn kéo thì nhìn cái khoảng cách của cái án tử của bạn là bạn có thể phát hiện được ra. Nếu mà để kết hợp thêm tốc biến với lưỡi xoáy nữa thì nó sẽ mang lại một cái an toàn để xua ganh dành cho phần Blood nhiều hơn. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với ván thi đấu thứ ba. Ui, khán giả được mang cả bia vào uống này. Máu thật đấy nhỉ. Tây Ban Nha mà, nói chung là các nước châu Âu thì chắc nó cũng thoải mái hơn tí, đặc biệt là Đức đúng không? Đức đúng thiên không? Đường của bia. Nhưng hiện giờ có vẻ chúng ta vẫn đang tổ chức ở Real Madrid. Ở Madrid thì còn Atletico Madrid nữa cơ mà. Thì tôi cứ nói là ở Real Madrid luôn. Nhưng mà nó là chỉ ở Madrid thôi các bạn nhá. Quay trở lại với thì nó ở Madrid ở Barca. Bởi vì vừa rồi cái thanh niên dẫn chương trình mang cái âm hưởng Real Madrid thật. Tôi cứ bị vọng lại trong đầu ạ. Đang đánh ở Real Madrid. Nhưng mà quay trở lại chủ đề, nó chỉ là Madrid thôi các bạn ạ. Thủ đô của đất nước Tây Ban Nha, Madrid. Những bước khởi đầu di chuyển không có gì quá bất ngờ đến từ bên phía của Invictus Gaming. Tuy nhiên Fan Plus thì làm muốn làm điều ngược lại. Họ di chuyển với 3-4 người sang phần rừng của đối phương và cắm vào một con mắt. Trước đó họ không quên cẩn thận kiểm tra xem đối phương có máy quét hay không, rồi mới để lại con mắt vừa rồi. Và đến từ bên phía của Fan Plus có một con mắt, xin lỗi, có một cái máy quét.
và điểm kinh nghiệm được nhường lại dành cho cả Doenbi, Gimgun và Tien để có thể lên được cấp độ 2 sớm hơn và cũng kịp thời khi Rookie tiến ra và phá đi con mắt zombie. Nhìn thấy những chàng này buồn cười quá, phá xong con mắt kia xong rồi đình lúc hai thằng ấy về mình ta phá nó con mắt này xong cắm trả lại con mắt vào đây đấy. Như vậy là ít nhất đối phương cũng nếu mà di chuyển sang khu vực rừng của mình thì mình cũng đã giúp cho đồng đội của mình là phát hiện ra. Rookie quay trở lại đường một ván đấu mà với con bài dây anh ta cầm điểm đạo trích để đi trên đầu trên cổ Doenbi, cùng với đó là anh ta chắc cốp đến mức còn cầm thêm cả kiệt sức nữa. Con mắt cắm ở nửa trên bản đồ kia là hình như do Lucian về nhà cắm rồi sau đấy đổi máy quét đúng không? Chứ nếu không thì lấy đâu ra cái con mắt ở trong cái bụi cỏ nhỏ. Đúng rồi, chỉ có thế thôi. Anh ta vừa rồi cắm xong bắt đầu biến về và thay đổi sang cái máy quét. Hiện tại thì tôi đánh rank tôi cũng hay chơi kiểu đấy. Đấy, mình phải tính toán cái khoảng thời gian hồi của cái mắt vật tổ với cả cái máy quét. Ông cũng phải chân thành cảm ơn anh Minh Tân, người đã khai sáng cho tôi sau khi viết bài viết rất là dài. Và thực sự nó rất là đúng. Anh đọc hết bài đấy. Tôi đọc hết mà. Tôi là một người yêu kiến thức nên là những cái bài viết nào mang tính chất xây dựng tôi đọc, chứ không phải những bài viết mang tính chất xàm lung tung. Bài thì dài quá, tôi thì tôi cũng yêu kiến thức nhưng mà tôi không đọc. Sự khởi đầu ở vòng rừng của hai người chơi có điểm tương đồng là ăn từ rừng dưới. Tuy nhiên với Kiana của Thiện thì sau khi ăn xong bùa đỏ, anh ta sẽ sổ đốt cả đá và bãi chìm của biến dị để đạt được cấp độ 3. Anh ta có thể ganh ngay bây giờ. Còn trong khi đó thì Ragas ăn xong hai bãi sói và bùa lợi xanh, vòng qua phía bên kia phần rừng và tiếp cận với con bùa lợi đỏ. Đường giữa Rookie gặp kéo điểm, tốc biến lên định thực hiện cú đánh nội tại cái gì ngàn cân ấy. mỏ neo ngàn cân nhưng không thành công, và tiếp theo đó là cú phóng mỏ neo cũng trượt đến từ Doenbi và cấu máu đến từ Rookie dường như là hơi bị vô vọng một chút xíu. Nó không ăn qua được hết 2/3 cái lượng giáp được tạo ra bởi kỹ năng W đến từ Doenbi. Phải nói cái xử lý cá nhân đến từ Rookie như Doenbi là vô cùng nhanh. Nếu như Doenbi tốc biến thì Rookie cũng tốc biến kịp thời luôn, né được cái cú đánh nội tại đấy. Ninh xuất hiện ở khu vực đường trên để cố gắng bảo kê cho The Side. Hiện đang có mặt ở đây, đang cấu rỉa vào người Gimgun, nhưng với quyền năng bất diệt kết hợp thêm cái đàm phán thì Gimgun có được một lượng máu thu về vị trí của mình rất là nhiều. Tian không lên hỗ trợ, anh ta di chuyển sang có cho mình con cua ở mảng rừng trên này. Trong đấy Ninh thì đang mất khoảng thời gian nấp khá là lâu. Đây không phải là đợt lính để cho Gimgun tiến lên cố gắng cấu rỉa mặt The Side cũng như đẩy ngược lính lại. Anh ta sẽ mất thêm khoảng thời gian nữa. Tuy nhiên, cái việc đứng nấp phía sau lưng của Ninh cũng đã khiến cho Lucian của The Side được chơi một cách rất thoải mái, đẩy sâu đối phương vào phía bên trong trụ và tạo ra một áp lực lớn dành cho Gragas của Gimgun, hai gã gangplank của Gimgun. Sát sân công là thứ mà The Side sử dụng, và đó là lý do tại sao anh ta đang lợi hàng đống máu trước đối thủ của mình. Còn trong khi đó thì đây có thể là một pha ép tấn công. Ninh lao thẳng ra, lấy thịt đè người không thôi cũng đã lấy tốc biến của đối phương. Lời phải bổ trợ. Và đấy, anh ta đã mất quá nhiều thời gian ở khu vực đường trên, ép được cái tốc biến. Nhưng với con bài gank blank này thì mất đi tốc biến thì nó càng dễ dàng tiếp tục đứng ở trong trụ và cố gắng lát hít con lính mà thôi. Đường giữa thì Rookie vừa phải quay trở lại khu vực đường của mình. Doenbi cũng vậy, nhưng anh ta lời hơn bởi vì anh ta có dịch chuyển và tiến ra đây. Chỉ số lính thì Rookie vẫn đang vượt trội hơn. Rookie xử lý kèo đấu này vẫn đang tương đối nuột. Rookie đã về đâu? Rookie chưa về nhà, anh ta vẫn đang bám trụ đường mà thôi. Và thậm chí anh ta vẫn đang thừa khả năng hồi phục với hai cái bánh bích quy cầm trong người. Những gì mà anh ta kiếm được thì khả năng hồi phục đều đến từ cái điểm đạo trích. Và trong khi đó thì The Side có thể gặp nguy hiểm. Mặc dù vậy, sự nguy hiểm không phải là quá cao. Nếu như gangplank không thực hiện thành công một cú nối thùng thuốc súng và làm chậm đối phương thì cái cơ hội để cho cú gank đến từ FunPlus có thể hạ gục được The Side là quá thấp. Và như đã nói, nó chỉ có thể kéo đi lượng máu của chơi đường trên của Vitas Gaming thôi. Anh đã tính toán đủ kỹ rồi. Và anh ta biết rằng nguy cơ mình phải lên bàn điểm số là 0%. Chỉ cần bạn sử dụng truy cung diệt tận một lần lướt là lướt về sát với cái trụ của mình là khả năng cao đối phương không thể nào ganh được nữa, bởi vì Gimgun trước đó đã mất đi cú tốc biến của mình rồi. Sau đó dịch chuyển quay trở lại đường trên. Một ván đấu mà tôi nhìn thấy các thành viên Invictus Gaming họ lựa chọn rất nhiều những điểm ngọc đạo trích trên người của mình. Lúc đầu trước khi ván đấu bắt đầu tôi nghĩ là The Side cũng có thể sử dụng đạo trích ở cục đường trên cơ. Có dịch chuyển đây, một con mắt được cắm ra. Doenbi sử dụng phóng vào neo một cách giật mình khi mà cú dịch chuyển đến từ Jacky Love. Coi như Jacky Love sử dụng cú dịch chuyển của mình quay trở lại đường mà thôi. Nhất cử lưỡng tiện, thậm chí là ép cho Doenbi suýt chút nữa thì xón cả ra quần. Và ở khu đường giữa, Rookie lần này vẫn với cái điểm đạo trích vẫn chỉ duy trì được mức độ lính là cân bằng so với Doenbi mà thôi. Có vẻ như Doenbi cũng không hề ngại việc để cho đối phương khai thác cái điểm đạo trích, anh ta cứ dâng tâm thân của mình lên thực hiện những cái tình huống lát hết lính vào những cái thời điểm mà anh ta cần. Và trong khi đó khu đường trên, áp lực đến từ sự ăn tấn công rõ ràng khỏe hẳn so với những gì mà cái quyền năng bất diệt có thể đem lại dành cho cánh vanh. Và nên nhớ rằng là đây là một kèo cao tờ cứng nha, bởi vì Lucian có thể sử dụng cái nội tại xạ thủ ánh sáng để
thực hiện được hai đòn đánh liên tục và dễ hơn trong cái cuộc chiến phá thùng của Gangplank. Mưa đại bác của Gangplank bắt buộc phải được sử dụng. Và Josai khó để có thể tạo ra thế đóng băng lính. Đó là một pha xuống chuối cuối rất khôn ngoan tới từ người chơi đường trên của FunPlus, rồi sau đấy fake biến về. Đó là một pha mà Gimgun lợi hơn về mặt những con lính có mặt đánh vào mặt Josai. Anh ta có cả cấp độ 6 trước Josai, nhưng quyết định của anh ta là lui về và sau đó thả mưa đại bác, tránh một tình huống tấn công bất ngờ khi Ninh có thể áp sát lên đây. Và tiếp tục phản xạ cứ phải gọi là rất nhanh tay đến từ Josai. Anh ta biết là đối phương chưa về, và như vậy với cái thế lính đóng băng này giờ thì Josai lợi vô cùng luôn. Gimgun không còn dịch chuyển, không còn cùng chiều cuối, và anh ta đang bị đóng băng ở một cái tình thế mà Gragas đang ở gần nửa rừng trên. Giờ thì anh ta thậm chí còn không dám hết kinh nghiệm, chứ đừng nói đến việc là tiến lên và thực hiện những pha nối thùng để kiếm thêm cho mình những chỉ số lính nữa. Áp lực sẽ là rất nhiều với một con Lucian, bởi vì kể cả anh ta có bị cấu máu trong cái tình huống vừa rồi với pha nối thùng, anh ta cũng không có cơ hội nào để phải lên bảng cả. Và khả năng hồi phục đến từ huyết triệu sẽ khiến cho Lucian tiếp tục bám trụ khu đường trên và thực hiện pha đóng băng một cách an toàn. Sẽ là một thế lính đóng băng và sẽ là khoảng cách chênh lệch ít nhất là 4 đợt lính dành cho Josai. Tầm này Tian còn không lên khu vực đường trên thì Gimgun sẽ càng ngày càng khổ mà thôi. Bù lại thì khu vực đường dưới, Fallout Phoenix đang có một khoảng lính đẩy vào rất là sâu. Ngoài ra thì Tian cũng cướp xong con bùa xanh, anh ta có cho mình là cấp độ 5, đang di chuyển sang kiểm soát nốt con cua kỳ cục ở khu vực sông dưới, sẽ đi cùng Crispy. Điểm đến của họ có lẽ sẽ là ra khu vực đường giữa, nhưng bây giờ thì Gimgun bắt gặp Ninh đang cướp bãi sói ở đây. Ninh còn cho mình đó là tốc biến, anh ta ném thùng rượu nổ và sau đó di chuyển lùi về mà thôi. Rất thông minh, đó là pha bắt buộc phải dùng cái thùng rượu nổ để đảm bảo an toàn mà thôi. Bởi vì Gimgun nếu như có đầu tư tốc biến để né ra khỏi pha thùng rượu nổ, hay chính xác hơn là để điều hướng bản thân của mình sau cú thùng rượu nổ, thì anh ta sẽ là người gặp nguy hiểm trong những tình huống quay trở lại đường, chứ không phải là những rủi ro mà Vargas có thể phải mắc phải khi anh ta vẫn còn tốc biến để thoát thân. Hãy nhìn vào thế lính ở đường trên, nó được đóng băng tầm khoảng 2 phút đồng hồ rồi. Vừa rồi tôi nói có vẻ như vẫn còn hơi rụt rè. 4 đợt lính vẫn là ít, bởi vì 4 đợt lính mới chỉ đem lại tầm khoảng 24 và căng nhất là tầm khoảng 26 chỉ số lính chênh lệch dành cho Josai mà thôi. Nhưng hiện giờ khoảng cách chênh lệch lên đến con số là 30, tức đã là 5 đợt lính dành cho Josai rồi. Bắt đầu lại góc mạnh tính toán. Góc mạnh tính toán vẫn cứ lại là chuẩn. Tầm đấy chỉ 4 đợt lính rưỡi thôi, tính 5 đợt là hơi lời đây. Bây giờ là 5 đợt này. Nhưng đợt có 5 con, à 6 con đúng chưa? 6 con. Thì 5 đợt, thì trong đấy có 1 đợt có xe, thì là 31. Thì bây giờ tính là 30, chuẩn quá, còn gì nữa. Ừ ha. Đã bảo góc mạnh tính toán là không lệch được, cái học sinh giỏi toán ở trường không phải là chuyện để đùa. Sự chênh lệch về mặt lính ở khu đường trên bây giờ chúng ta sẽ không cần bàn tới nữa. Đánh. Vấn đề là cách mà FunPlus Phoenix sẽ triển khai ở các khu đường khác để cân bằng cái lợi thế, để cân bằng cái sự thua thiệt, gỡ gạc lại dành cho Gimgun là như thế nào mà thôi. Bởi vì nếu như họ thực hiện được một thành công một pha ép vào tranh ở một khu đường khác, nơi mà Gangplank có thể thả cú chiêu cuối mưa đại bác của mình ra, kiếm được thêm kinh tế cũng như kinh nghiệm, thì có thể là anh ta sẽ rút ngắn được khoảng cách chênh lệch so với Lucian. Và giờ thì tính nhẹ ra nó là gần 50 rồi. Thôi tính anh là 50 là bao nhiêu lần lính? À, 50 là gần 10. À. Được. 6, 6, 4, 8 chứ. 8 đợt, ăn 2 con xe, chuẩn luôn. Thì 8 chẳng là gần 10. Đúng không? 8, 9, tầm này kể cả 5 cũng là gần 10. Thì cái tầm mà để tôi tính. Rồi, đường trên. Đấy, ít nhất thì cùng lính cũng đã mò được đến mặt trụ để cho Gimgun có thể ăn được một đám lính khá là nhiều. Đó là khi Josai quyết định anh ta sẽ là người chủ động đẩy cao lên và bắt đầu lấy đi những cái stack trụ. Anh ta biết rằng đây là thời điểm mình nên về. Khoảng tiền cầm trong người của Josai bây giờ rất lớn, ít nhất sẽ giúp cho anh ta hoàn thành xong được cái gươm hải tặc cộng với một cái giày cuồng nộ nếu như anh ta muốn. Còn nếu như tôi là Josai, tôi sẽ chỉ cầm một cái giày thường mà thôi và hướng tới những mảnh của gươm bộ danh. Chuẩn luôn. Tôi cũng có suy nghĩ giống với Josai. Chuẩn chưa? Chuẩn. Cái khủng khiếp luôn đấy. Góc mạnh làm toán là thế chứ. Anh ta thừa 285, tức là anh ta đủ tiền để lên giày cuồng nộ, nhưng anh ta không làm không như vậy. Không và anh ta bẻ ngoặt ngay lập tức sang hai cái cung, hai cái dao găm để hướng tới cung gỗ. Rồi xong tí nữa anh ta sẽ có gươm của vô danh và đúng, bắn thẳng mặt Gimgun luôn. Tầm này thì FunPlus Phoenix quyết định là di chuyển luôn. Thì cái khoảng thời gian mà họ buộc lòng phải di chuyển rồi, khi mà RWX cũng như là Crispy có được đợt lính đẩy mạnh mẽ ở khu vực đường dưới, đẩy Gimgun xuống dưới khi mà Gimgun quá khổ của đường trên. Nhưng vấn đề là Evitas Gaming cũng đã kịp thời phản ứng. Đó là một pha phản ứng rất chuẩn của họ. Và có thể đó không phải là con sư đại cái đất ăn như cho không. Nó ăn cho không rồi. Cú chiều cuối rất đẹp đến từ UNB. Và có một người phải nằm xuống. Tiền quả thực đã được dành cho Gimgun sau khi dùng cú mưa đại bác. Chiều cuối thả ra tương đối ổn. Nhưng đó sẽ là một thế hủy diệt dành cho Evitas Gaming khi họ tràn thẳng vào với Josai và Rookie. 2-4. Nhưng sát thương là rất nhiều và có thêm cả Jacky Love tới nữa. Đó dường như là một cú suýt chút nữa quét sạch
vẫn dành cho Invictus Gaming vài lời thấy rõ. Mặc dù họ mất đi con sứ giả khe nứt, họ ép được cái dịch chuyển đến từ UNB, nhưng không thể ngờ được là Funbulous Phoenix họ lại chủ động tấn công trong pha vừa rồi. Một cú mỏ neo thẳng vào người của Ninh, giữ chân được Ninh, dồn sát thương rất nhanh, có thêm mưa đại bác hỗ trợ của Kim Gun. Nhưng rồi sau đó sát thương không còn nữa khi chiêu cuối của Eldelic phải bật lên để né đi một sát thương đến từ Duki. Và sau đó anh ta phải nằm xuống. Lúc đấy Funbulous Phoenix chỉ còn duy nhất Thresh và Nautilus mà thôi. Giờ sai dịch chuyển đúng đây, Kim Gun vừa có xong cái trụ đầu dành cho Funbulous và anh ta sẽ di chuyển được về thành công. Vừa kịp thời lùi về. Và hãy cẩn thận với những tình huống như vừa rồi, bởi vì Kim Gun đã chính thức quay trở lại với cuộc chơi. Ít nhất là anh ta đã có được nguyên lượng tiền đến từ cái trụ 1 và anh ta có được một điểm hạ gục nữa với pha thả người đại bác. Tình huống ép giao tranh đến từ Funbulous là hay, nhưng quá trâu. Đó là con bò Alistar trong tay của Bảo Lan, và nguồn sát thương có thể được dồn vào từ tuyến ngoài từ Rookie cũng như Josai là rất nhiều với hai mẫu tướng tương đối quá đáng này. Và thực sự nếu như đó là một pha che được cái án tử của Thresh tới từ Rookie thì có lẽ là Josai cũng không phải nằm xuống cơ. Nhưng mà đó là pha mà Crispy lựa chọn đi góc để kéo án tử rất chuẩn xác. Con cua nó phối hợp nhịp nhàng với Crispy khi nó không di chuyển vào cái án tử đó. Nó lách nhẹ sang bên trái, trong cái án tử chúng có người đường sai, người cần nhất phải nằm xuống. Bảo Lan vừa bị ép tốc biến ở khu vực đường trên, nhưng anh ta có tốc biến ma thuật. Với con Alistar có tốc biến ma thuật thì bạn sẵn sàng nấp vào trong những cái bụi và sau đó bay ra combo vào những vị trí trọng yếu của phần của lớp Phoenix. Sứ giả được thả ở khu vực đường trên, nó lấy được ít nhất là hai lớp kiên trụ dành cho Eldritch. Một kiểu lên đồ rất khó chịu đến từ Rookie khi anh ta hoàn thành thẳng cái rìu đen là món lớn đầu tiên. Khi bạn cần phải đối đầu với những con sát thủ hay những con pháp sư của đường giữa, rõ ràng những món trang bị sát lực mới là thứ cần phải được ưu tiên đầu tiên, như là cái kiếm Ayamu hay dạng kiếm Rakta, đúng không? Nhưng đây là khi đối đầu với một sự lựa chọn mang tính chất semi tank như một con Nautilus và hướng tới Zatai Seeker là món trang bị đầu tiên, thì hoàn thành thẳng cái rìu đen là cực kỳ hợp lý để Rookie sẽ luôn luôn là người trội hơn. Tôi chắc chắn một điều là nếu như bây giờ va vào nhau, Rookie sẽ là người only win ăn chặt trước con Nautilus của UNB. Không những thế, anh ta cũng đang là người có lẽ là xanh nhất bản đồ với Cardia là 301. Chỉ số lính của anh ta cũng đang vượt hơn so với cả UNB. Bắt gặp nhau ở đây chỉ là phá mắt. Ui, cầu sấm nó không trúng vào người Crispy cũng như là Nautilus. Những con rồng thì đang được kiểm soát bởi Funbulous Phoenix. Vẫn là cái khả năng kiểm soát mục tiêu lớn đến từ Tian. Ở trong ván đấu thứ nhất, ván đấu thứ hai, bây giờ là ván đấu thứ ba, nó có vẻ như vẫn tốt hơn với Ninh. Ninh thì có vẻ phù hợp hơn với những tình huống mà combo và ép giao tranh. Tuy nhiên, cái thời điểm để phản ứng của các thành viên đội tuyển Invictus Gaming cũng là rất kịp thời, và Ninh đang lao vào, không có rồng dành cho IG. Chiều cuối thế giới bùng nổ rất đẹp từ Tiền, nhưng chỉ để tạo ra một góc lùi về mà thôi, và rồi sai đâm vào hơi sâu. Duenby có thể sẽ là người phải nằm lại, anh ta không có tốc biến, đang 1-2 với bên trong khu vực hàng Baron. Eric lựa chọn được một góc để thực hiện những pha thả lông và thu ngược nó lại, nhưng không có tầm để tiếp cận được Ninh, và nó là 1-1 nhưng có hai con rồng cho đến thời điểm phút thứ 15 dành cho các thành viên đội tuyển Funbulous Phoenix. Pha tập trung đẩy nhanh chúng tôi Invictus sẽ lấy được cái trụ một này mà không gặp nhiều khó khăn. Tôi nghĩ là như vậy, thì giới bùng nổ không còn từ Tian và không còn áp lực gì cả. Và cái trụ này đấy, nó sẽ được dành cho các thành viên của Invictus Gaming. 7 lớp khiên trụ với 2 lớp khiên trụ, rõ ràng Funbulous Phoenix họ biết cách để gỡ gạc về lượng tiền so với những gì bọn thua thiệt ở khu vực đường trên cũng như là đường giữa. Chúng ta cùng xem lại pha giao tranh này. Tất cả nguồn sát thương đều cố gắng nhắm vào con rồng. Ninh cũng cố gắng lao vào, có thêm một cú sáng, có cả thùng tiểu nổ, nhưng Tian vẫn là người chiến phạt tốt hơn. Và sau đó là một cú thế giới bùng nổ của anh ta làm choáng được Bảo Lan. Trong đấy đi được sai. Pha này nếu như anh ta không quá tha mạng của Kim Gun thì có lẽ đội hình của IG chưa chắc đã là mất ai. Thay vào đó họ sẽ lấy được cái mạng của UNB. Chính xác. Nếu như anh ta chỉ cần giật ngược trở lại với cái chuyện đủ tuyệt tận của mình, anh ta vẫn còn thừa một cái tốc biến để nhảy lên bên kia bờ tường và không thể nào lên bàn điểm số được. Đó sẽ là một pha lời người. Nhưng Josai muốn hơn thế, anh ta cần thêm kinh tế để có thể hoàn thành những món trang bị lớn của mình. Và anh ta đang thực sự thích cái suy nghĩ rằng mình sẽ là người bắt nạt được Kim Gun, đặc biệt là solo kill được Kim Gun trong những tình huống như vậy thì càng là thứ tuyệt vời hơn dành cho Josai. Nhưng như tôi đã nói, khoảng trống đang có rất nhiều. Funbulous mới đang là đội tuyển làm tốt hơn ở hành lang hai cánh. Rõ ràng áp lực của Ninh đang thua rất xa so với những gì mà Tian, Kiana của Tian có thể làm được. Và điều đấy đã tạo ra khoảng trống dành cho Kim Gun. Người đang bị bắt lại là Crispy. Ninh thử sử dụng thùng rượu nổ, nhưng kịp thời sử dụng đồng hồ ngưng động, và người gặp nguy hiểm lại là Bảo Lan khi không có bất khuất nữa. Vô duyên quá, tình huống quá là lao vào quá cố, cố quá là thành quá cố luôn. Mặc dù Ninh đã sử dụng hết tất cả những bộ combo của mình để bắt, và Thresh cũng đã mất đi tốc biến, mất cả đồng hồ thì họ có thể bỏ thôi. Bảo Lan vẫn lao sâu vào, và sau đó thì mở ra cái cơ hội để cho đội hình của Funbulous Phoenix tiếp tục kiểm soát thêm tầm nhìn ở hai lang cánh. Đường trên và đường dưới, Kim Gun đều là người lấy đi những cái trụ dành cho Funbulous. 2-1-0
là Seiya trong tay của LRX. Anh ta cũng đã có được một món chân phái mà tất cả những người chơi Seiya cần có, đấy là cái lưỡi hai linh hồn. Trong khi đó phía bên kia thì Ezreal đang hướng tới tam hợp kiếm chứ không phải là bàn tay băng giá. Mặc dù đây là một thế trận mà đối phương có rất nhiều sát thương vật lý, nhưng Jackie Love muốn tối đa hóa lượng sát thương của mình. Họ muốn tối đa hóa khả năng cầu máu của mình, thì chính xác hơn đến từ bên phía của Invictus Gaming với Zayce và Ezreal. Và với kiểu lên đồ này tới từ Zayce của Rookie, anh ta sẽ hoàn thành 40% thân hồi chiêu sớm thôi và rất nhiều năng lượng cầm trên người. Như vậy thì có thể bùa lợi xanh sẽ là thứ được nhường lại dành cho Jackie Love cũng được ở giai đoạn late game. Hai ván đấu rồi, Ninh phải nhường những tài nguyên trong rừng của mình dành cho Rookie, The Side cũng như Jackie Love. Thì ván đấu thứ ba này khi đã lựa chọn cho anh ta con bài Kragas, một sự ưu tiên dành cho Ninh, thì tôi nghĩ đúng gì anh Mạnh chia sẻ, tất cả bùa xanh, bùa đỏ, rồi bãi sói, bãi người đá là của các bạn hết. Tôi nhiệm vụ chỉ có lăn bụng, tốc biến và ném thùng rượu nổ đẹp mà thôi. Rất giống lời một cao nhân nào đấy ở trong cái chương trình đồng hành cùng Chuyết Thế Giới chúng ta đã nói rằng Kragas thì là một chất tướng đi rừng không cần nhiều đồ mà vẫn sẽ đảm bảo được cái chất lượng và cái giá trị của con Kragas nếu những người chơi master nó. Và ván đấu trước thì Ninh đã thể hiện được điều đó, ít nhất là ba tình huống lấy thịt đầy người kia cùng tốc biến đẹp, sau đấy là bồi thêm cú chiêu cuối thùng rượu nổ tới từ Ninh, làm hóa giải những cái thế bí mà Invictus Gaming mắc phải. Và trong ván đấu này thì kịch bản tương tự có vẻ như đang xảy ra. Phút thứ 18, tiền cân nhau chặn tới từ cả hai bên. Điều kiện chiến thắng hãy cùng thử so sánh xem. Đối với thành viên đội tuyển Invictus Gaming, quá tuyệt vời dành cho họ. Họ đang có một con Lucian trong tay của The Side khỏe hơn rất nhiều so với anh Phanh của Dương Viêm Gun để đảm bảo cái điều kiện ở cánh. Ở khu đường dưới, điều kiện chiến thắng của FunPlus Phoenix, LOX cũng đang tương đối xanh. Nhưng nhìn sang bên kia, Ezreal của Jackie Love có lẽ là còn nhỉnh hơn một phần khi anh ta đã vừa hoàn thành xong được cái trang bị thứ hai của mình là tam hợp kiếm. Ở khu đường giữa thì chắc chắn khoảng cách chênh lệch giữa Zayce cùng với Nautilus đang hiện hữu, ít nhất là phải 1.000 tiền chênh lệch dành cho Rookie với KD và lượng farm như kia. Vậy thì tiền chênh lệch phần còn lại ở đâu mà sao hai bên toàn tiền nhau thế nhỉ? Góc Mạnh làm toán nhiều lúc không thể trả lời được luôn đấy. Chuyển sang góc Mạnh khó hiểu rồi. Góc Mạnh lại khó hiểu thực sự. Đó là cái lớp khiên trụ và cái trụ đầu mà FunPlus Phoenix có trước Invictus Gaming. Bây giờ họ thì đang dồn đội hình xuống đường dưới này lấy lại cái trụ khi mà The Side vẫn đang chơi trên đầu trên cổ của Kim Gun. Một ván đấu mà Invictus Gaming có được cái lợi thế giai đoạn khởi đầu, ít nhất là Ninh cũng không bị xâm lăng rừng. Rồi sau đó những vị trí xạ thủ của họ, đó là Rookie, là Jackie Love và The Side đều đang rất xanh. Vì sau thì có lẽ phải phụ thuộc khá nhiều vào mặt giao tranh, đặc biệt là khả năng mở giao tranh đến từ Ninh cũng như là Bảo Lan. Còn với đội hình của FunPlus Phoenix, họ đã lựa chọn nhiều kéo như này là biết. Một ván đấu mà họ chỉ muốn ăn vã thôi, xơi thịt, chơi rất xôi thịt. Kiểm soát tầm nhìn tốt hơn với hai kỹ năng kéo và tiếp cận từ tầm xa của FunPlus Phoenix. Họ cũng đang là đội tuyển chủ động muốn có giao tranh hơn so với đối phương. Bảo Lan vừa bị bóc mất cái giáp cốt ở trên người, đấy khiến cho con bò này có thể trở nên yếu đuối trong khoảng thời gian ngắn. The Side lựa được góc để thoát đi, nhưng chiều cuối rất khó chịu đến từ Thiên. Người bóc vào là Bảo Lan để câu giờ, nhưng The Side đã bốc hơi với sát thương đến từ Thiên. Một tình huống mà anh ta ép buộc đi phải tốc biến sang cái hướng bên phải này vào khu vực bùa xanh để tránh trường hợp thủy lôi tập nhiệt trúng quá nhiều thành viên Invictus Gaming trong một cái phạm vi nhỏ hẹp, cái ngõ nhỏ đến như vậy. Và sau đó là pha giao tranh thắng lợi dành cho FunPlus Phoenix khi Thiên bám rất sát, thì thấy bùng nổ cái góc đấy đẹp quá. Đó là lý do vì sao mà bên phía Invictus Gaming cần phải cấm cái con Rumble, nếu không để hai cái mưa tên lửa với cả cái thế giới bùng nổ nó kết hợp với nhau tuyệt vời. Anh cũng xem lại cái tình huống ép giao tranh này, bắt buộc phải tốc biến, bắt buộc phải tốc biến nhưng vẫn sẽ bị dính làm choáng đến từ thế giới bùng nổ của Tian. Và hãy nhìn vào cái góc tiếp cận đến từ người đi rừng của FunPlus Phoenix này, la vào one shot hai gục ngay lập tức được nguồn sát thương được coi như là chính thế điểm hiện tại của Invictus Gaming. Thực sự ván đấu này khi sở hữu con Lucian, thậm chí là kể cả Zayce hay Ezreal chăng nữa, cả ba thành viên này của Invictus Gaming đều có thể trở thành mồi ngon của Thiên với những tình huống combo chuẩn chỉ với sự lựa chọn Kiana. Và với cái đội hình mà họ đã lựa chọn như này thì họ cần một khoảng thời gian nữa để cho các vị trí chủ lực của mình có thêm đồ. Và trước khi vào giao tranh, họ phải cấu rỉa được trước với cầu sấm qua cổng giao tốc, rồi những phát bắn thần bí đến từ Jackie Love tạo ra những cái cơ hội để cho giao tranh chắc chắn là thắng lợi về mặt lượng máu mà họ hơn so với FunPlus Phoenix. Nhưng rõ ràng khi mà có được Kiana trong đội hình, FunPlus Phoenix sẽ lựa chọn những cái góc để lao vào giao tranh, đặc biệt là cái nguyên tố tự nhiên đến từ con bài Kiana này, nó sẽ mang một tính đột biến rất cao. Cái cách thi đấu của Duenbi đang là đầy áp lực.
Và đối với anh ta không lên cái Dylan Hextech trước mà thay vào đấy là đồng hồ Catronia. Anh ta cần phải đảm bảo cho sự sống còn của mình khi nguồn sắc lượng của đối phương là quá nhiều. Một pha lao lên nhanh từ Josai tấn công vào Crispy, kéo đi 2/3, 3/4 và suýt chút nữa là hết nguyên nguồn máu của đối thủ. Crispy đang là người bị giữ lại bởi bảo làn, Ninh tới nhưng hãy nhìn và xem sát thương của Tian là quá nhiều. Anh ta làm choáng được 3 người và thoát ra thành công. Rookie đâm vào hơi sâu, anh ta có thể là người tiếp theo phải nằm xuống. Bảo làn combo tốt chúng 3 thành viên nhưng phía đằng sau lưng Vitas Gaming không dám can vào. Josai lao lên và anh ta sai thật rồi, nhưng Gun đang làm chậm và tấn công vào Jackie Love. Sát thương không nhiều nhưng Tian tiếp